số. Biết luôn hả? Ờ, làm nhóm khác. Hay nhảy gì? Có đàn guitar hả? Thì bữa nào kêu ổng với ông này hợp tác đi. Đi không? Bán số không? Bán được không? Được hả? Bán này nhiêu trăm tám mấy ông lớn trăm màu hết. Ông thì thấy được, ông kia không thấy được. Ông này lấy luôn xong ông kia cũng nhét. Biết gì cơ trời. Hai ông kia giận hết. Sợ chết ông. Sợ ông. Mở người nói đàn bà, sợ ông ấy. Sợ chết ông. Chúng xong tự giận chịu ông. Ừ, nói đàn bà, sợ chết nói. Mở người ra nói đàn bà, nằm nước hả? Thuốc vô, nước mấy vô. Sợ chết ông, nói mẹ đi, đừng bớt mũi ra. Sợ không? Sợ. Nước vô, nước hết vô. Ừ, nước hết vô. Sợ chết. Kìa. Con không bớt mũi à, tại mẹ kêu à. Mẹ kêu bớt mũi, con không có bớt à. Con không có mũi ngoại à. Thờ ông trời chết là bớt mũi chết. Thờ ông. Trời chết hả, sống làm gì? Làm gì làm à? Ừ. Muốn lần, muốn mần, muốn gì mần. Xin ai? Xin ai? Xin tiền ai nói coi. Đã mấy triệu nói. Mấy triệu tiền đâu có. Tiền của ai? Tiền ai? Giờ gì? Tiền ai nói? Xin tiền ai? Xin tiền có người là trả tôi. Trả tôi. Xin ai nói coi. Hay ha. Hay ha, trẻ Út lại có tiền xin. Xin trẻ Út hả? Xin trẻ Út. Xin con hả vậy? Xin trẻ Út trả tôi hả? Hả? Con với hả? Thằng biết có trả có tiền trả không? Xin trẻ Út. Tấn đã vậy sợ. Chết, chảy máu rồi, chết rồi. Chết rồi sao? Có trả không? Con đi vào máy mà người thèm của ta giữ nó coi. Tay dây nhắc là thèm giữ à? Cho cắn không? À, để nghe. Để nghe. Đúng rồi, có để nghe chứ. Ờ, để nghe cắn rồi chết rồi xong nghe được phải không? Nói hiểu không? Hiểu. Hiểu không hiểu? Ta biết cái trơn không hiểu gì. Hiểu không? Để tay để nghe, cắn rồi lấy gì nghe. Thấy không? Xin tiền thẻ phải không? Xin được nhiêu nói coi. Mấy triệu. Xin mấy triệu nói đi. Đứa ta để nghe nó đừng cắn á. Xin mấy triệu đó coi. Con chó thì vô gà mai ơi, cho nó ăn gì nữa. Tôi thiệt ngu, tôi mệt quá trời, mệt thiệt chứ. Mở dây cho vô.